chào quý khán thính giả chương trình thời sự trong tuần của TV Tuần San Online, phát hình thứ tư ngày 10 tháng 7 2024 từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. Vũ Hà và chủ bút Nguyễn Hồng Anh xin chào quý vị. Chào anh. Chào Vũ Hà và chào quý khán thính giả của TV Tuần San Online. Thưa quý vị, để mở đầu như thường lệ, mời quý vị theo dõi thời sự Việt Nam. Thưa anh, hình như nghe nói là nhà sư Thích Minh Tuệ đã xuất hiện trở lại đây phải không anh? Vâng. Thưa quý vị và thưa Vũ Hà, thì nhà cho đến nay bây giờ thì nhà sư Thích Minh Tuệ vẫn là bị biệt tâm từ cái lần mà mình gọi là mất tích lần thứ hai. Thì thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, em trai của ông Minh Tuệ đã thay mặt cha mẹ gửi một cái thư đến công an với mục đích là nhờ công an tìm kiếm cái tung tích của ông khất sĩ này, bởi vì đã mất tích cho đến ngày 1 tháng 7 đã mất tích 20 ngày rồi, không biết ở đâu hết. Bởi vì họ rất là lo lắng cho người anh, cho con của họ, nhất là về cái mặt tinh thần và sức khỏe, không biết là xảy ra như thế nào. Và còn cái chuyện mà Thích Minh Tuệ mà như Vũ Hà mới hỏi đó là có xuất hiện có đúng không, thì thưa quý vị, xuất hiện chỉ là một cái cục đá thôi, một cái tảng đá ở bên An Giang mà mấy mục có hai người đàn ông để chụp hình và đưa lên ở trên YouTube và nói cái tảng đá là có cái hình giống như là hiện thân của Thích Minh Tuệ, làm như là ông này đã chết rồi và bây giờ đây cục đá nên là coi là hiện thân của ông. Thì thưa quý vị, công an mạng mà đã xử phạt hai cái ông này 10 triệu đồng làm tiền hồ về cái tội gọi là vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Là như vậy đó. Và thưa quý vị, cũng nói về cái vấn đề mà gọi là công nghệ thông tin, thì vào thứ hai đầu tuần này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, là ông này là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, và ông đề nghị cái ngành tuyên giáo phải tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng, phát hiện gỡ bỏ các thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin mà họ gọi là xấu và độc, mà thật sự ra những cái thông tin đó tương đối khá chính xác, nhưng mà đó là cái lối cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ vâng, vâng. Còn Tô Đại Tướng, Chủ tịch nước anh hiện nay làm cái gì vậy anh? Thưa quý vị, thì ông đang làm Chủ tịch nước, nhưng mà cái Chủ tịch nước này thật sự chẳng có, nguyên tắc là chẳng có quyền hành gì hết, chỉ là một cái biểu tượng thôi. Cái quan trọng á là trong cái ngành công an, thì ông bây giờ ông phải tổ chức lại, sắp xếp lại mà theo cái kiểu gọi của cái nhà nước Cộng sản Việt Nam gọi là cơ cấu, nhưng mà thật sự là tổ chức đấy. Tổ chức sắp xếp lại làm sao để cho nó ăn ý, cho nó hợp với là cái việc mà thứ nhất á, là thâu gom quyền hành trong tay và kiểm soát tất cả gần như là 100 triệu người Việt Nam ở bên Việt Nam. Và muốn được như vậy thì ông đã đi một cái bước mới là vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, thì tất cả 63 tất cả Việt Nam đã có 63 tỉnh thành thì đã đồng loạt rầm rộ làm lễ ra mắt cái lực lượng mới. Cái lực lượng này gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh và trật tự cơ sở, tức là ngoài cái công an thì còn có một cái lực lượng khác nữa. Thì cái việc này mà nó xảy ra thì chỉ việc là làm cho ngân sách nhà nước tốn thôi, đã nuôi một cái đám công an rất là đông rồi, bây giờ thêm một cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nữa, tức là họ nắm hết theo, họ có từ ở trên trung ương cho đến cấp tỉnh, cho đến cấp quận, cho đến cấp xã, thì họ có đầy đủ cái lực lượng để mà theo dõi người dân, đặc biệt là bây giờ có cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở này nữa. Thành thử ra, thưa quý vị, càng ngày là cái quyền lực của nhà nước vào ở trong tay của Tô Lâm và người dân bị ông Tô Lâm này kiểm soát về mọi mặt trong đời sống của họ. Và ngày mai ông Tô Lâm với tư cách Chủ tịch nước lần đầu tiên, ông sẽ đi thăm hai nước anh em là nước Campuchia và nước Lào. Hai nước này là hai cái nước trước đây rất có ảnh hưởng với Việt Nam, rất có ảnh hưởng với họ và cũng coi như là người láng giềng anh em. Nhưng mà bây giờ hai nước này càng ngày càng có vẻ là gần Trung Cộng hơn. Thành thử ra ông Tô Lâm phải đi qua bên đó để làm sao mà đừng để cho hai cái nước này
họ quá gần gũi với là Trung Cộng và như vậy trở thành là một cái gai nhọn ở bên hông của Việt Nam. Còn anh có nghe cái tin gì về du khách Do Thái đã bị kỳ thị ở Việt Nam không anh? Thưa quý vị, lần đầu tiên chúng tôi nghe một cái chuyện rất là lạ và rất là bực mình và rất thấy cũng là buồn cho một cái đất nước mình. Đất nước Việt Nam là một cái đất nước mà người ta gọi là rất là thân thiện, hiếu khách. Tôi không có về Việt Nam, nhưng mà tôi gặp nhiều người Úc, một lần người nào mà họ nói, họ hỏi tôi có về Việt Nam không? Tôi nói tôi không có về, tôi về nó bắt tôi đó. Tại vì tôi là cái tội mà gọi là phản động, rồi đưa tin nhi đúng nhưng mà họ nói là tin xấu, thành thử ra tôi không có về. Nhưng mà những cái người bạn chúng tôi họ nói họ về Việt Nam họ thích, rất thích. Và họ nói người Việt Nam rất là thân thiện, rất là dễ mến. Tử tế. Như vậy mà bây giờ thưa quý vị, vào cuối tháng vừa qua thì xảy ra một cái chuyện là có một cái người ngoại quốc, mà người đó tên là Daniel Namda. Ông này đi với vợ với là hai đứa con nhỏ về du lịch ở Việt Nam, ở Hà Nội. Thưa quý vị, họ đến cái đường xe lửa đó. Mà bây giờ mình nghe nói rằng cái nơi đó là cái đường xe lửa đó là cái nơi mà thu hút nhiều, rất là nhiều du khách ngoại quốc. Bởi vì một cái cảnh mà ngồi ăn hai bên đường thế này, uống cà phê mà chiếc xe lửa chạy trước mặt như vậy đó. Hiếm chỗ nó có đó. Nó có thể là nguy hiểm đó, nhưng mà bây giờ là một cái nơi mà thu hút du khách. Thì hai cái ông Namda này, ông với vợ con về ngồi ở đó để mà thưởng thức, để mà ngắm cái cảnh Việt Nam với tính cách là một du khách. Nhưng mà ông bị một cái ông chủ nhà tới và đuổi ông đi và có những nói những cái lời rất là kỳ thị, mà một cái lời nói những cái lời như vậy là rất là xấu hổ cho người Việt Nam đối với là một người khách đến thăm đất nước mình. Thì ông này ông có ghi lại ở trên video và ông đưa lên ở trên mạng, trên Instagram hay là Facebook gì đó. Và ông này ông có tài khoản là khoảng 200.000 người theo dõi ông. Tại vì ông đi du lịch và ông ghi lại những cái gì mà ông thấy. Thì thưa quý vị, thì chúng ta nếu lên cái video đó mà coi thì sẽ thấy thế này. Cái ông mà chủ nhà hàng đó đó, ông nói bằng tiếng Anh nha, tương đối khá lưu loát. Và ông nói thế này, nói bằng tiếng Anh: đừng ngồi đây, tiệm tôi không chấp nhận những người từ nước của ông. Rồi ông nói lên, nói qua nói lại khá nhiều, và ông cuối cùng ông nói rằng là tự do cho Palestine. Và ông chỉ vào cái bảng ở trong quán, cái bảng đón du khách mà đề cái bảng là Free Palestine. Hãy là gọi là giải thoát, là tự do cho nước Palestine. Và ông có nói một cái câu rất là không được. Ông nói thế này: chúng tôi chỉ nhận người, nhận chó và mèo. Nhận người và chó. Như vậy là hóa ra hai cái gia đình người gốc Do Thái này không phải là người, con người sao? Thưa quý vị, đó, đất nước Việt Nam ở đâu xa xôi với là Do Thái, mà người dân này không có liên hệ gì đến với là người cuộc chiến ở bên Trung Đông và bên Do Thái. Vậy mà cái ông chủ quán này, ông nói những câu rất là bất lịch sự, rất là kỳ thị đối với du khách. Thì thưa quý vị, nếu mà cái bây giờ cái này là họ đã truyền trên mạng khá nhiều rồi. Cho họ nhìn, họ nghĩ thế nào về con người Việt Nam? Con người Việt Nam như ông này à? Coi một người du khách đến là không phải là người à? Đâu có được. Và ông này, ông có nói một câu thì mình nghe cũng là khá được. Ông nói rằng tôi đi ở Việt Nam trong thời gian gần đây, đấy là lần đầu tiên có một cái người mà đối xử với tôi như vậy và kỳ thị tôi như vậy. Tại vì thưa quý vị, ông đi là ông đội cái nón gọi là kippa đó, cái nón ở trên đầu là cái dấu hiệu của người Do Thái. Người nào mà theo đời Do Thái mà dự đạo rất là kỳ, họ đội cái mũ vần vải trên đầu đó. Và ông nói là tôi đi ở Việt Nam như thế này, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi gặp một người họ đối xử với tôi như vậy. Nhưng mà ông nói chúng tôi nghĩ rằng đây là chỉ trường hợp cá biệt thôi. Cho người Việt Nam là những người, Việt Nam là người dễ đến. Nhưng mà thưa quý vị, cái hình ảnh của Việt Nam bị bối xấu bởi vì cái ông chủ quán này. Vâng. Và thưa quý vị, đó là cái mà... Vậy chắc cái ông này cũng có dây mà rễ má gì với lại cái ông Arafat chắc. Không, thưa quý vị, thì hồi trước khi chiến ở Việt Nam thì cái ông Arafat mà chủ tịch của Mặt trận Giải phóng Palestine đó, họ rất là thân với là Cộng sản Bắc Việt. Vâng. Thực ra có lẽ những người này họ muốn chứng tỏ rằng là họ vẫn còn cái tình yêu giống như là yêu Trung Quốc,
yêu Liên Xô, thì bây giờ họ yêu luôn cả Palestine và của cái thời Arafat. Nhưng mà thức, bây giờ tình hình nó khác rồi. Và không mắc mơ gì hết. Người ta đến thăm mình mà mình nói những câu như vậy là không được rồi. Vâng, dạ vâng. Còn về thời sự thế giới đó thì thưa anh, áp lực mà đòi ông Biden đó phải rút khỏi cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc ra sao vậy anh? Thưa quý vị, về kể từ cái ngày mà có cái cuộc mà gọi tranh luận giữa ông Biden và ông Trump thì áp lực trong đảng Dân Chủ rất là mạnh. Và cho đến bây giờ này, có đôi khoảng là 10 dân biểu ra mặt yêu cầu ông Biden hãy rút lui khỏi cái cuộc mà chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Và đồng thời chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian 1-2 ngày nữa thì cái con số người mà đòi hỏi ông phải rút lui là sẽ tăng lên nhiều hơn, áp lực đấy ông. Nhưng mà ông là được vợ ông, cả gia đình ông và gia đình ông hỗ trợ, và ông có thể ông phải nghe theo lời vợ của ông thôi. Nhưng mà vừa rồi thì ông, bởi khi mà có những người họ nói rằng là ông đang bị bệnh Parkinson, cái bệnh rung tay rung đồ, bệnh không điều khiển được cơ thể đó. Cái bà mà thư ký tòa Bạch Ốc là bà Jean Pierre, bà nói không, những cái bác sĩ mà lo về bệnh Parkinson vào thăm ở trong cái tòa Bạch Ốc trong thời gian 1 năm qua, họ có thể vào đó để mà thăm những cái binh sĩ hay là những cái người mà làm việc ở nước tòa Bạch Ốc, chứ không phải là thăm cái ông Biden này. Và vừa rồi cách đây mấy ngày thì trong một cái buổi mà gọi là nói chuyện gì đó, ông nói rằng tôi rất là khỏe, tôi trẻ trung như là người 40 tuổi. Và ông nói chỉ có Chúa toàn năng mới bảo ông từ bỏ cái chạy đua thì ông mới làm công việc đó. Chỉ có Chúa yêu cầu ông thôi. Và ông nói thế này, ông nhận mặt mấy người mà cái đòi ông phải là rút lui, ông nói thế này: Anh nào mà nghĩ tôi không nên tranh cử thì cứ tranh với tôi đi, và đợi đến ngày đại hội toàn đảng convention tới đây thì cứ ra thách thức tôi ở trong đại hội đảng đi. Thành ra ông này, chúng tôi nghĩ rằng là ông Biden không có rút lui đâu. Vâng. Còn kết quả của Tổng thống Pháp, bầu cử của Tổng thống Pháp là như thế nào anh? Thưa quý vị, cái cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, ông phải Tổng thống Pháp bầu cử Quốc hội thôi. Quốc hội. Và được nhiều người theo dõi lắm, bởi vì đây là cái lần đầu tiên mà các cái đảng tả, cực tả cũng như cực hữu ra tranh cử với rất là nhiều người. Và cái cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng là hai cái đảng cực hữu và cực tả sẽ thắng. Và vào những ngày mà gần đến cái cuộc mà bầu cử vòng 2 vừa qua, vào chủ nhật vừa qua, thì thưa quý vị, có đây là lần đầu tiên nước Pháp có cái số người đi bầu cử đúng như vậy, nó đến trên 66% người đi bầu. Và người ta nói rằng đảng cực hữu của bà Marie Le Pen, cực hữu đó, cái bà đảng đó là cái đảng của bà, là cái đảng tên gọi là Tập hợp Dân tộc, thì sẽ thắng lớn. Và ông Tổng thống Pháp là Macron đã vận động làm sao để cho người ta bỏ phiếu giữa hữu với tả, thì ông nghĩ rằng nên tả là hơn. Và thưa quý vị, thì kết quả là như thế nào? Kết quả là cái đảng tả, cái đảng gọi là Liên minh cánh tả của Mặt trận Bình Dân mới đó, do cái ông Jean-Luc Mélenchon, cái ông này đó là họ thắng, họ đứng đầu và họ được tất cả là 189 ghế tất cả. Và cái đảng Tập hợp Dân tộc của bà Marie Le Pen, đảng cực hữu này thì tựa là đứng đầu nhưng mà bà là đứng thứ ba, chỉ được 140 ghế thôi. Còn cái đảng đồng hành của ông Tổng thống Macron thì được 169 ghế. Thì như vậy là không có một cái đảng nào là gọi là được đa số hết. Và như vậy nước Pháp sẽ ở trong cái vòng rất là khó khăn, là rất là khó khăn để điều hành đưa ra những cái chính sách khi mà Hạ viện không có một cái đa số. Tại vì thường thường đó, nếu mà Hạ viện mà chiếm đa số thì một cái đảng đó thì họ sẽ đề nghị cái thủ tướng của họ lên. Và cái thủ tướng vừa rồi là ông Metan bên đảng đồng hành của ông Tổng thống Macron do ông đưa ra đó, thì ông ta xin từ chức. Nhưng mà ông Tổng thống nói ông ở lại đi, ở lại để coi ra sao. Và thưa quý vị, cái đảng bây giờ nếu mà trong tình hình như vậy là nước Pháp rất là khó khăn khi mà đối phó với những vấn đề quốc tế. Như có cái đảng mà đảng cực hữu thì họ bài người di dân, họ không muốn giúp cho người Do Thái. Trong khi cái đảng mà cực tả đó thì họ không muốn là nước Pháp liên hệ gì với NATO. Mà họ không muốn nước Pháp ủng hộ Ukraine. Mà thưa quý vị, bây giờ đó, nước Pháp là một trong những nước mạnh ở trong cái NATO. Mà bây giờ nếu ông Macron ở trong cái tình thế như thế này, với quốc hội mà không có đảng nào chiếm đa số hết, thành thử ra rất là khó khăn. Dạ. Và đó là một cái, người ta gọi là một sai lầm cho ông, bởi vì ông muốn chứng tỏ rằng là trong
Quốc hội phải làm sao có một cái đảng nào mạnh, và ông nghĩ rằng đảng của ông sẽ chiếm đa số để điều hành. Nhưng mà ông vội vã tổ chức cái bầu cử Quốc hội Pháp vội vã như vậy thì cuối cùng là coi như là một sự thất bại của ông. Vâng, vậy là có ông Tổng thống mà tính sai nữa cơ. Vâng, tính sai nữa cơ. Về thời sự nước Úc á, thì xin anh nói những cái tin nổi bật nhất của nước Úc trong tuần vừa qua không anh? Vâng, thưa quý vị, cái tin nổi bật nhất ở nước Úc này là cái tin mà thượng nghị sĩ lao động gốc Afro-Hãng đã rời bỏ đảng lao động để đứng ở cái thế là độc lập. Mà bà này đó, thưa quý vị, bà này là một cái người vào năm 2022 được vào trong cái liên danh của đảng lao động đưa ra và bà được trúng cử. Mà bà là người đứng thứ ba ở trong liên danh này, là một cái liên danh mà rất hàng thứ ba rất là khó trúng cử thượng nghị sĩ lắm. Nhưng mà bà may mắn được trúng. Bà chỉ có là 1.600 phiếu bỏ cho bà thôi, trong cái tổng số là 510.000 cái phiếu bầu trên thượng viện. Và ông Albanese, thủ tướng của Úc, nói rằng là bà trúng cử là nhờ bà đứng ở trong cái liên danh của đảng lao động. Và bà được bầu, người dân Tây Úc bầu bà lên là bởi vì bà là người đứng ở trong cái đảng lao động, chứ không phải là bây giờ bà là đi ra, tách rời ra, không chịu tổ chức mà bây giờ đứng là một cái tư thế độc lập. Và để như vậy là sẽ rất là làm khó cho đảng lao động. Và đồng thời người ta có tin cũng như là bà cũng chứng tỏ một vài cái dấu hiệu rằng là bà sẽ lập có một cái đảng khác. Mà bà hiện giờ đang được cái nhóm gọi là Muslim Vote, tức là phiếu của những người Hồi giáo, đang vây vặn bà để có thể là bà sẽ lập một cái đảng mới. Mà cái đó là một điều nguy hiểm cho nước Úc, là nếu mà có một cái đảng mang tính cách tôn giáo sinh hoạt trong chính trị Úc là một điều không có tốt. Và thưa quý vị, một cái tin khác nữa là tin cộng đồng. Đó là vào ngày thứ Sáu vừa qua, cộng đồng người Việt gồm 36 người đã xuống ở dưới Phillip Island để thăm cái viện bảo tàng quốc gia cựu chiến binh Việt Nam, tiếng Anh gọi là National Vietnam Veterans Museum. Mục đích là tới thăm với tính cách là giao hảo, và đồng thời cũng là nhờ mượn một số di vật ở trong cái viện bảo tàng quốc gia này để trưng bày vào trong cái dịp Tết năm 2025 tại Footscray. Và thưa quý vị, sau cái buổi nói chuyện thì họ hỏi chúng tôi muốn cái gì. Chúng tôi cũng muốn rất là nhiều thứ, nhưng mà chắc chắn là không thể là mượn những chiếc xe tăng hay là mượn những chiếc máy bay tới để triển lãm ở trên hội chợ đâu. Nhưng mà họ có thể có cái gì cho được thì chúng tôi xin nhận cái đó. Nhưng mà có một cái hay là họ hứa cho mượn cái chiếc xe gọi là mobile đó, museum, tức là chiếc xe viện bảo tàng lưu động, trong đó có rất là nhiều thứ để có thể triển lãm cho cái người đi xem biết rằng là người Úc, lính Úc đã tham chiến ở Việt Nam như thế nào. Đây là một cách để giáo dục họ, để biết rằng là không phải tự nhiên mà người Úc, lính Úc qua chiến đấu với Việt Nam, nó có cái lý do và nó có một cái chính nghĩa. Thì chúng tôi rất là vui khi mà được họ chấp thuận năm tới cho mượn nguyên cả chiếc xe gọi là chiếc xe viện bảo tàng lao động để mà gọi là triển lãm trong cái hội chợ tiếp vào năm tới. Và thưa quý vị, thì thưa bộ ha, thì và cái cuối cùng của cái chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ phỏng vấn ông trưởng ban tu chính nội quy cộng đồng. Xin mời ông Nguyễn Duy Nhạc. Kính thưa quý vị khán thính giả, đây là tôi xin giới thiệu, đây là ông Nguyễn Duy Nhạc, trưởng ban tu chính nội quy của cộng đồng người Việt tự do ở Victoria. Chúng tôi là Nguyễn Duy Nhạc, chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả của TV Tuần San. Xin kính chào anh Nguyễn Hồng Anh. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời anh Nguyễn Duy Nhạc đến đây để trình bày với quý vị về cái bản sơ thảo nội quy của cộng đồng năm 2024. Và thưa quý vị, tôi cũng xin nói về chút tiểu sử của anh. Anh Nguyễn Duy Nhạc là anh người Bắc Kỳ di cư, phải không anh? Dạ, và anh vào sống ở Đà Lạt từ khi còn bé, lúc mấy tuổi. Và anh học Đại học Luật Khóa, và sau đó anh học Trường Quốc gia Hành Chánh. Và khi tốt nghiệp thì anh ra làm việc ở tỉnh Phú Yên, phải không anh? Dạ, thưa đúng. Dạ. Và sau đó thì đi tị nạn qua Úc. Qua Úc thì anh làm nhân viên xã hội. Dạ. Và làm thâm dịch viên. Dạ. Và anh có khoảng 15 năm làm việc ở bên Bangkok cho tòa đại sứ Mỹ, phải không anh? Dạ, thưa phải. Dạ. Thưa quý vị, đó là cái background của anh Nguyễn Duy Nhạc. Và bây giờ chúng tôi muốn thay mặt
Đồng Hương ở bang Victoria này để hỏi anh vài câu hỏi liên quan đến cái nội quy của cộng đồng người Việt tự do. Mà trước đây vào ngày thứ Bảy thì chúng ta cũng đã nói có một phiên họp để đưa ra ý kiến. Và nhưng mà hôm nay thì chúng tôi hy vọng là sẽ có đông người xem, nghe hơn, xem hơn. Và xin anh trả lời tôi một vài câu hỏi nhé. Trước hết là tôi xin hỏi anh tại sao cần phải tu chính cái nội quy của cộng đồng? Dạ, thưa anh Nhật Minh, thưa quý vị khán thính giả. Chúng ta có rất nhiều lý do vì sao chúng ta phải tu chính cái nội quy. Cái nội quy hiện nay mà đang được thi hành đó là một nội quy được tu chính từ những nội quy trước đó vào năm 2012 cho đến nay thì thời gian nó cũng khá lâu và nó có nhiều điểm cần phải thay đổi. Và trước nhất, cái tình hình của cộng đồng người Việt chúng ta cũng có nhiều thay đổi. Chúng ta cũng biết là trong mấy chục năm vừa qua, cái thành phần người Việt sống ở nước Úc đã thay đổi rất nhiều. Từ những cái người tị nạn ban đầu mình sang đây, đa số là những người tị nạn cộng sản rời bỏ quê hương để đi tìm tự do, thì đến nay cái thành phần đã rất là khác. Cho nên là với một cái cộng đồng lớn và cái thành phần đa dạng như vậy, chúng ta cần phải xác định lại những cái nguyên tắc mà trước đây chúng ta coi là đương nhiên, nhưng mình ngày nay là mình cần phải xác định lại. Và thứ hai nữa là có những cái nội quy cũ nó đã có nhiều điểm thiếu sót và cần phải bổ sung. Thế đó là những lý do chính vì sao chúng ta phải tu chính cái nội quy 2012. Dạ, thưa anh. Và câu hỏi kế tiếp tôi muốn hỏi anh, tại sao phải là xác định cái di sản tị nạn ở trong cái tu chính nội quy? Dạ, thưa anh, thì nhiều người cũng đặt câu hỏi là vì sao thời gian đã lâu, tức là chúng ta sang đây đã tới năm tới là được 50 năm, thì vì sao mà chúng ta lại cần phải xác định lại xem chúng ta là ai và chúng ta đến đây như thế nào? Thì như chúng tôi vừa mới thưa là cái cộng đồng của chúng ta bây giờ nó rất khác. Và trong cái tình hình đó thì thế hệ mà những thế hệ sau lớn lên đó, thì họ sẽ không có còn nhớ được những cái ký ức về cái thế hệ trước. Và có thể mai mốt thế hệ con, thế hệ cháu chúng ta, chúng sẽ hỏi là vì sao mình đến đây, cha mẹ chúng ta đến đây như thế nào. Cho nên chúng ta hướng về tương lai, chúng ta phải xác định nhận lại cái đường đi cũ của cha ông để cho con cháu của chúng ta sau này hiểu được là cái nguyên thủy của cộng đồng chúng ta ở đây là như thế nào. Và một câu hỏi kế tiếp, xin anh cho biết những cái mình kêu gọi là những cái điểm mới ở trong cái nội quy năm 2024 của cộng đồng anh. Thưa với anh Hồng Anh, là những cái điểm mới này đó thì chúng tôi xin tóm tắt lại là nó như sau. Thứ nhất là như tôi đã nói là cái nội quy của chúng ta là lại khẳng định lại cái di sản tị nạn và cái lập trường không cộng sản của cộng đồng người Việt tự do tại Victoria. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ xác định rõ ràng hơn cái tư cách thành viên của cộng đồng người Việt tự do. Thì trong đó có hai cái loại thành viên chính là thành viên cá nhân và thành viên hội đoàn. Thì trước đây cái nội quy cũ chúng ta chỉ nói đại khái là tất cả những công nhân Úc gốc Việt là thành viên, nhưng mà chúng ta sẽ phải xác nhận nó rõ hơn là như thế nào là người thành viên đó. Thí dụ họ muốn đi bầu, họ muốn biểu quyết, họ muốn ra ứng cử thì họ phải đáp ứng những cái điều kiện nào. Do đó chúng ta đã xác định chặt chẽ hơn cái thành viên. Thứ ba nữa là chúng tôi sửa đổi cái phương thức quản trị của cái trung tâm văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Thì cái nơi đó có nhiều tên lắm, thường thì mình gọi là Đền thờ Quốc Tổ. Nhưng mà cái tên chính thức là Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa, thì nó rất dài. Và chúng tôi đề nghị là mình thu gọn cái vấn đề quản trị của trung tâm này, đặt dưới quyền quản trị của ban chấp hành, và đổi tên là Trung tâm Văn hóa và sinh hoạt cộng đồng, hay bắn tắt gọi là Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng. Và trong đó có một cái khu vực thờ Quốc Tổ, thì nếu mình muốn giữ cái tên Đền thờ Quốc Tổ cũng không sao. Thứ ba nữa là phân định rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên trong ban chấp hành. Phải nói rõ là người nào phụ trách những phần việc gì để mà tránh cái vấn đề đã dẫm chân lên nhau.
Và thứ tư là chúng tôi cũng có thay đổi cái thời cái nhiệm kỳ của ban chấp hành từ 3 năm lên 4 năm. Vì xét rằng thời gian như vậy sẽ đủ cho cái một cái ban chấp hành, nếu họ có những cái chương trình kế hoạch hay là có những cái gì họ muốn thực hiện đó thì cho họ đủ cái thời gian. Và điểm thứ năm nữa là quy định chặt chẽ hơn về những cái đại hội của cộng đồng. Ai sẽ tổ chức đại hội phải có cái túc số là bao nhiêu người thì mới được gọi là đại hội. Ai sẽ được quyền biểu quyết trong những đại hội đó, và những đại hội đó thì cái thủ tục tiến hành nó như thế nào. Và cuối cùng, và cũng là có lẽ là cái điểm quan trọng nhất, là chúng tôi cải tổ cái cơ cấu trước đây chúng ta quen gọi là hội đồng cố vấn và giám sát, thì bây giờ tôi đã đổi lại là ban cố vấn. Thưa quý vị và thưa anh, yeah. Thì trong cái buổi họp mà vào ngày thứ bảy vừa qua, trong cái để mục đích đến để nghe ý kiến của đồng hương về cái sơ thảo cái tu chính nội quy, và một cái câu hỏi mà có khá nhiều người đặt ra đó là vấn đề là tại sao cần phải thay đổi cái tên cũng như là cái vai trò của hội đồng cố vấn và giám sát trước đây, tại sao vậy? Thứ nhất về cái tên thì chúng ta gọi là ban cố vấn thì nó gọn và nó cũng ngang ban chấp hành. Chúng ta có ban chấp hành thì chúng ta có ban cố vấn. Và thứ hai nữa là cái quy định lại cái vai trò giám sát của cái ban cố vấn. Thì giám sát chúng ta có thể có hiểu theo nhiều nghĩa. Nếu mà hiểu chữ giám sát một cách chặt chẽ, tức là đòi hỏi phải có giám sát về tài chính, giám sát về công việc của ban chấp hành, thì nó rất là nặng nề và rất là khó thực hiện, hầu như là chúng ta không thể thực hiện được. Và cái thực tế là chúng ta thấy hội bao nhiêu năm nay, cái cơ chế hội đồng giám sát không hữu hiệu và nó không thể nào thực thi được. Cho nên là chúng tôi đã thay đổi cái vai trò không có giám sát chặt chẽ nữa. Tuy nhiên, ban cố vấn vẫn có cái thẩm quyền giám sát qua cái sự thành lập của hội đồng hòa giải và qua cái những cái quyền mà họ có thể, cái hội đồng hòa giải, ban cố vấn có thể có những cái quyền triệu tập những đại hội. Cho đó cái vấn đề giám sát là chủ yếu là giao về cho các thành viên cộng đồng. Thành viên cộng đồng sẽ quyết định trong những cái đại hội do ban cố vấn và do hội đồng hòa giải. Khi mà hòa giải những tranh chấp không được thì sẽ có cái quyền tổ chức những cái đại hội đó. Và cái người sẽ giám sát cái công việc của ban chấp hành sẽ là tất cả các thành viên của cộng đồng qua cái sự điều hợp của các hội đoàn và ban cố vấn. Thưa, đó là cái mục đích là như vậy. Thưa quý khán thính giả của TV Thời Sáng Online, chúng tôi hôm nay có mời anh Nguyễn Duy Nhạc đến để trình bày thêm về cái việc mà tu chính lại cái nội quy của cộng đồng. Và chúng tôi đã cảm ơn anh đã đến đây tham dự cái buổi nói chuyện phỏng vấn này. Và thưa quý vị, chương trình thời sự của TV Thường Sang đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Chào quý vị. Xin tất cả, chào quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn anh Hồng Anh. Chào. Dòng máu chảy từ trong người, dòng máu chảy từ trong tim, lửa uốn hận đã tràn tuôn tới căm hận muốn chờ. Dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy từ trong anh, và trong chỉ là từng giọt máu anh em. Dòng máu sông màu chảy kia sông dài từ biển rộng đồi non cao, bầy chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dề. Dòng máu chảy này phố thị dồn tiếng cười làng con ơi, làm tim mình bừng bừng dòng máu Việt Nam.
trời đi kia sông dài, từ biên dòng đồi non cao, bay chim lao.